Trần Anh vừa về vùng mẫu Carnival. Đây bà con, Carnival cái này sản xuất 2005 nha. V6. Đây anh em. Phong diễn của em nó là 2.5 cửa lù. Xe này ngày xưa mất tiền lắm, dành cho hầu như là xe công ty rồi các sếp lớn đi không à. Với lại hàng kia thì đồ đạc thay thế nó dễ thay dễ sửa. 6 máy nha anh em. Đó, biểu tượng của Carnival. Đèn nguyên bản của dòng Carnival. Sơn si qua thời gian hết sơn rin rồi. Nói chung mẫu này giá nó thấp. Giá có 105 mà. Nha cô chú anh chị, được cái hai cái cửa lù luôn. Anh em mua cho anh còn có bớt luôn cho anh em. Hợp lý không? Mua về che nắng che mưa với mẫu này tuyệt vời. Hệ thống ăn tem rin theo xe còn. Đây anh em, khoang nội thất nè. 7 chỗ ngồi rộng rãi nha anh em. Bên đây chúng ta có thêm một ghế nữa nè. Đó, ghế là ghế dự phòng. Mẫu này sẽ được 8 chỗ ngồi nè. Ghế băng giữa nữa nè. Sạch sẽ, ghế da. Máy lạnh AC đang kích hoạt, đang mở luôn. Trang bị cam hành trình. Táp lô, táp bi đẹp nha. Trên có một cái màn hình nữa nè anh em. Xe cũ, chỉnh điện hết toàn bộ. Hệ thống keo chỉ là nguyên si hết. Đây là cửa lùa nè anh em chị. Nó rộng rãi cho anh em ha, anh em thấy không? Chỗ ghế ngồi là ghế ngồi rời hết toàn bộ. Và phía dưới chúng ta có ray trượt. Hai bên là ghế là ray trượt hết toàn diện nha anh em. Phía sau nữa nè. Anh em thấy đẹp không? Nó phía sau thoải mái cho 3 người đi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ này là 8 chỗ ngồi. Đây một ghế dự phòng nữa nè. 8 chỗ ngồi nha anh em. Dàn lạnh thì em này độc lập riêng tư hết toàn bộ rồi. Trái phải đều có dàn lạnh hết. Đó, cửa lùa hết toàn bộ anh em. Gia đình thì lấy mẫu này về đi. Mâm đúc nguyên bản của dòng Carnival nè. Vỏ chủ nhà thay mới 100%. Xe đời cổ mà chủ nhà cũng chịu chơi phết. Em này chạy loanh quanh cho anh em thoải mái 12 lít. Cứ cho thoải mái 12 lít anh em. 12 lít nha. Đây nó có dập tí xíu. Dập cái cốp sau tí xíu. Hệ thống chỉ ở đây vẫn còn nguyên. Nó dập ở đây cỡ là 40 phân. 40 phân dập ngay góc này một tí xíu. Còn hai bên ở trong xương sẩu là không có đâm pe nè. Riêng cái mẫu Carnival bà con coi keo bên ngoài nè. Đó, keo nó còn nguyên bản nha. Bên trong đây có những cái sóng gần nè. Giá nó có 100 triệu thôi. Đó, xe hợp lý, giá hợp lý. Chân anh để một cái mức giá này cho những anh em nào mà quan tâm cái dòng phân khúc 7 chỗ gầm cao dẫn động cầu trước thì alo cho Trần Anh ô tô. Đây phía sau chúng ta sẽ có bàn ăn mini nữa nè. Trên đây có thêm một cái màn hình nhưng mà nghĩ chắc mấy cái màn hình này chắc hư rồi. Đời này nè, màn hình hư đúng biết ngay mà. Dàn lạnh ở trong nè. Dàn lạnh độc lập hết. Anh chị trải nghiệm cục máy nè. Đây anh em. Bên đây hệ thống gương cụp mở nè. Hệ thống gương chỉnh điện nè. Sang chảnh. Được chưa anh em? Sang chảnh với mẫu Carnival này. Thắng của em nó là thắng như thế này nè. Đó, thắng chân nha bà con. Thắng chân hết toàn bộ, anh em muốn mở ra đẹp vô đây nè. Ủa, này mở thắng chân sao ta? À đây chứ. Đây, kéo ra, còn đẹp thắng chân vô đây. Rồi, khóa. Vô lăng nè, vô lăng 4 chấu nguyên bản của dòng Carnival nha cô chú anh chị nha. Đi được 174.000. Mấy cái mẫu xe cỏ này thì nó thực sự với bà con chả có ai mà đi rảnh mà đi hè đồng hồ đó. Máy lạnh AC, dàn lạnh độc lập và riêng biệt hết toàn bộ nha anh chị. Anh chị thích mẫu này thì anh chị alo cho Trần Anh ô tô. Đó, giá em báo giá rồi đó. Trăm chai cho anh em. Cần anh tem thục thò luôn, vẫn còn đang hoạt động hết toàn bộ. Máy móc chạy qua thời gian 5 tháng thì làm. Chứ đừng nói đời này rin. Không có chuyện rin ở đây. Nè, V6 nè. 2.4 2.5. Nè, anh chị thấy không? Em này xài toàn bộ máy là máy ngang nè. Máy ngang hết toàn bộ. Bên đây chúng ta sẽ có 3 máy. 3 máy nhỏ nè. Bên đây 3 máy nữa nè. Và tổng cộng chúng ta có 6 máy. Nha bà con. 6 máy thì dòng này sẽ chia ra thành 2 cộng dây cola cam. Em này sử dụng toàn bộ hệ thống dây cola cam hết toàn bộ. Truyền tải bằng dây cola cam. Dưới đây chúng ta sẽ có thêm một cộng dây cola cam nữa nè. Máy móc thì làm hết rồi nha. Đừng nói cho anh là còn rin hay không. Đời này đời tống mà rin gì. Được chưa anh em? Xe không có tí độ hơi. Đó, máy móc là có làm hết rồi. Được cái máy nổ êm. Ổ ga của em nó quen nguyên si hết. Bên đây chúng ta sẽ có hồi xăng. Hai bên kèo cột là không có đâm pha lỗi lầm. Xương đầu nè. Xương đầu đẹp nha bà con cô bác nha. Hỗ trợ cho em nó là 2 tỷ đẩy. Keo chỉ em này là nguyên bản hết. Đi đôi là hệ thống dầu trợ lực. Hệ thống nước giải nhiệt.
hệ thống nước xịt kiến. Nhớt mới tinh. Xe này nói chung là Trần Anh vừa về, Trần Anh cũng thay bơm xăng, nó bị đợt trước nó bị chết bơm xăng. Thay cái bơm xăng tại vì xe cũ người ta chạy nhiều quá, người ta không chịu vệ sinh dàn bơm xăng phía sau á, ba cái cặn dơ nó hút ở đằng sau á, nó đâm ra nó nằm nóng bơm xăng. Nóng bơm xăng thì một thời gian thì nó sẽ bị cháy. Cháy thì sao? Cháy thì thay thôi chứ sao? Nó vậy thôi. Rung tắt chìa khóa coi cái cần anten nó có thục thò không? Cần anten vẫn thục thò theo xe nha anh em. Rồi cái cần anten nó thục thò sao đây? Nó đâu có thục thò đâu. Hồi nãy nó mới thục thò mà. À đây nè, đây nè, đó anh em thấy không? Đó anh em thấy cần anten theo xe không? Thục thò nhìn thấy ớn không? Đó thục xuống thục lên nè anh em. Thôi vậy thôi. Ta đăng kiểm nó ngày mấy? Tháng 6 2024. 105 mua bớt 5 còn 100. Hợp lý không anh em? Đó thì chỉ mua thì bớt thêm tí xíu nữa. 4 quả vỏ chủ nhà thay mới tinh nè. Đây anh em, vỏ mới 100% nha. Riêng vỏ thì đẹp tuyệt đối rồi, không phải suy nghĩ rồi. 7 chỗ rộng rãi, ít tiền. Đó thu mẫu xì bắt lấy về chạy đi em. Gầm nè. Gầm bè nè. Gầm đẹp nha anh chị. Không có dấu hiệu là mục mọ dưới phần gầm. Đó bà con nào quan tâm mẫu Carnival 2.5 bản MT số sàn thì alo cho Trần Anh ô tô. Em này được cái gầm cao máy êm ru. Lấy về chạy anh em nha. Rồi chào anh em nha.